luôn. Thế có một cái bạn mình đi với mình rất hay chơi những cái game mà Khang rất là thích, như là xe te, ô chữ và nhiều, rất là nhiều game mở. Quack!
lần khi mà Khang đang đi bộ trên bờ sông Sen và đã có ba người phát hiện ra Khang. Đầu tiên đây là cô Quy. Cô Quy là đến từ Hà Nội và đang học cao học ở đây. Đây là chú Bình Anh. Chào mọi người, hiện giờ Khang đang ở nhà thờ Đức Bà Notre Dame và Paris. Nhưng mà rất là uổng là tại nhà thờ Đức Bà đã bị cháy rất là gần đây và đang trùng tu. Nhưng thôi, hy vọng là sau khi được trùng tu thì nhà thờ Đức Bà sẽ đẹp hơn xưa. Bye bye, mọi người sẽ theo dõi những hành trình tiếp theo của Khang nha. Đền
hay chỉ là giống nó trong sách thôi. Và đây cũng là sách hiện nay cũng là vế tổ tiên của những cái tòa nhà trong giờ hiện nay. Có người là lên 181 và những cái cô vô cơ may may này đó. Và chúng ta fan cũng đã ra vài cây cầu ở Việt Nam và có một cây cầu đang ở Sài Gòn luôn đó mọi người đó. Xin chào mọi người, hiện giờ Khang đang ở dưới một cái tiệm bán những cây thông Giáng sinh. Mọi người ơi, thực ra đây là cây thông thì 100% nha, chứ không phải là cái nhựa ở Việt Nam. Việt Nam có nhựa và vì quốc gia nhiều giới cây thông thì sẽ không có sống được. Đây là cây thông thường trong một xanh nhất, cái một sợi vô lá thì khi thấy rất là đau. Nó có những cái hoạt thông đen hoặc nè trứng nữa nè. Tiệm này rất là botanic. Các bạn có đặt hàng nhá, chứ không phải là rau ra mọc mà không có ba cốt nha. Thấy các bạn ba cốt không bạn mọi người? Nó nằm sau đây nè. It's 9 o'clock for you, just to have coffee and relax, and then go back to this time once we will be there. So, very well. So for the time being, just as I said, fasten the seatbelts, enjoy the view. If you have any problems or if you need anything, we are here for you. Thank you again. Quảng trường của thành phố này nó có một cái nhà thờ và
là hồ cùng với tháp chuông. Thảo sẽ chuông nó có đến hơn 40 cái chuông lận. De Paris n'importe où. Moi. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là quý, rất là ngon. Chị mở rồi, tôi muốn chị rồi. Chocolate đấy, mình thấy rất ưu tiên. Với chị chocolate ở đây nhé. En chantant des chansons. Moi, dessus. Hey, đây là tí chocolate. Con sự quan thanh nhau rồi trắng này hay là tiên thấy nhiều như vậy có caramel và muối vị nè ở trước có hình con quả sò nhưng em sẽ không lấy vì hay nghĩ là nó không ngon quá trời luôn với cái muccino nữa nè bây giờ Khang sẽ đi mua tiếp đây. Nó là hết rồi mà.